chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Nói Vãi nha. Địa chỉ cửa hàng tại 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0345 0539 nha. Số điện thoại có đăng ký qua Zalo luôn. Anh em có xài Zalo thì em cứ gọi để kết bạn qua Zalo để cho dễ liên hệ anh em nhé. Đó, giờ hôm nay họ xin giới thiệu anh em một siêu phẩm máy cưa xích Estin. Đó, con này Estin TS400 hàng bãi của Đức về anh em nhé. Đó, con này Margin Germany. Đó, hàng của Nhật. Hàng của Đức xuất qua Nhật đây anh em. Tem mác còn nguyên tiếng Nhật này, mã số máy đây. 19305. 19305. Đó, tem mác còn dập vào trong này hết nhé. Quá đẹp luôn, con này hàng lướt. Đó, con này thì có giật trợ lực đầy đủ luôn. Anh em giật rất là nhẹ nhàng nha. Có xả áp nữa này. Xả áp giật cho nhẹ này. Đó, con này thì công suất của nó là 64cc anh em nhé. 64cc. Bi tông của nó là rơi vào khoảng 4950 gì đấy, em chưa tìm hiểu cái thông số máy nhiều lắm. Đó, con này thì hàng bãi về là nguyên zin hết. Đó, đầy đủ hết nha anh em nhé. Đó, nguyên một cây zin test về độ xăng nổ luôn. Đó, này đúng đổ xăng nổ luôn em nhé, chưa có bung máy móc gì ra hết nhá. Đó, ốc áp ở trong này còn nguyên đổ nó hết nhá. Về bên em giật nổ luôn. Đó, về đổ đúng đổ xăng giật nổ luôn, chưa có thay thế bung máy đổ gì ra hết nhá. Đó, tất cả full zin hết, bộ đồ zin hết của nó luôn. Máy nói chung máy khá đẹp, rất đẹp luôn đấy, chưa có bể vỡ gì nhiều. Đó, bộ e lọc gió đều zin hết nha em nhé. Đó, bộ e lọc gió zin hết. Đó, con này thì dòng máy chuyên để cắt sắt, cắt bê tông. Đó, rất là tiện lợi. Đó, con này thì bên em nó bán với giá là 4.500.000 nha em nhé. 4.500.000, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Con này nó hơi cồng kềnh nên 4.500.000 là quá rẻ rồi anh em nhé. Mới của nó giờ nó cũng giá rất là cao. Đó, con này thì cái thị trường vùng em ít xài nhưng mà là để giá rẻ cho anh em này nhá. 4.500.000 bao ship tận nhà luôn, hàng Estin của Đức TS40. Đó, rồi bây giờ xin test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đó, anh em là chốt thì cứ liên hệ trước qua số điện thoại 0345 0539 em nhá. Quá ngon luôn. Anh em để xem chi tiết ảnh thì anh em có thể kết bạn qua Zalo giúp em nhé. Đó, kết bạn qua Zalo giúp em. Đó, rồi em sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhé. Thương hiệu Estin thì quá nổi tiếng với anh em rồi. Đó, anh em nào xài chuyên nghiệp thì đa số là xài Estin hết rồi nha. Đó, anh em chốt thì liên hệ thì tức qua số điện thoại giúp em nha. Số lượng có một cây duy nhất thôi. Đó, lấy theo lô về có một cây duy nhất luôn để giá mềm với anh em luôn nha. Rồi, anh em nào chốt thì cứ liên hệ giúp em nha. Xin cảm ơn toàn thể anh em, xin kết thúc video tại đây. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận video tiếp theo của Hoài Bãi nha.